Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa An Tâm. Kính thưa quý vị khách hàng, thì Nha Khoa vẫn tiếp tục chuyến hành trình của mình, đó là thay đổi răng sứ cũ lấy răng toàn sứ mới, tiết kiệm đến 99,9%. Và ngày hôm nay thì Nha Khoa An Tâm lại vừa thay một ca răng sứ mới cho chị Dành đến từ Cần Giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu cùng với chị Dành nhé. Dạ, em xin chào chị Dành ạ. À, chị Dành ơi, chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân chị cho tất cả các vị khách hàng ở đây được không ạ? À, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Thị Dành, hiện nay mình là giáo viên, mình đang làm việc và sinh sống tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Chị Dành ơi, thì không biết rằng từ Cần Giờ đến thành phố Hồ Chí Minh, một nơi cũng khá là xa như vậy, thì không biết cơ duyên nào giúp chị Dành biết đến Nha Khoa An Tâm vậy chị? À, cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người, thì trước đây mình đã sử dụng cái răng sứ kim loại này đã được hơn 8 năm. Và vì thế thì răng sứ kim loại thì trước đây thì bác sĩ cũng đã tư vấn là nó không có độ bền lâu dài. Nhưng mà tại vì cái thời điểm đó mình không có nhiều sự chọn lựa, nên vì thế mình muốn đẹp hơn, mình muốn tự tin hơn với nụ cười của mình, thì mình phải chấp nhận chọn cái loại răng sứ như thế. Thì đến nay thì răng sứ nó cũng đã xuống cấp, nó cũng đã có một số cái vấn đề như bác sĩ đã tư vấn cho mình trước đây. À, vì thế mình cũng đắn đo, rồi cũng suy nghĩ, cũng tìm hiểu, cũng vào các hội nhóm ở trên Facebook, ở trên một số trang mạng cá nhân bây giờ, để mà mình hỏi thăm một số thông tin để mình xem coi chỗ nào làm được hơn, răng sứ nào tốt hơn. Thì mình ngồi ở nhà vừa chăm con vừa lo công việc thì lại lướt Facebook thì thấy có một cái chương trình mà mình khi mà mình xem vào mình wow, mình lúc đó là mình nói ốc hết. Mình nghĩ không nghĩ là có một cái chương trình như thế. Mình nghĩ là chắc cũng là một cái chiêu trò gì đó thôi, đó để mà thu hút câu like, câu view. Vì thế thì mình nói ừ thì thôi, câu like, câu view thì mình cứ click vào mình xem đi, cũng có mất mát mình gì đâu. Thì khi mà mình click vào mình xem thì mình thấy có một cái nha khoa gọi là Nha Khoa Ân Tâm tại thành phố Hồ Chí Minh của mình luôn. Thì có một cái chương trình, thì cái chương trình này gọi là thay răng sứ cũ đổi thành răng sứ mới mà tiết kiệm đến 99%, nói 99% cho vui thôi chứ thật sự là hoàn toàn miễn phí đó. Thì nói chung là mình cũng bắt đầu hoài nghi, tại cái răng sứ nó rất là đắt tiền, mà mở ra kinh doanh để mà miễn phí hết thì lấy gì có lời nữa. Vì thế mình tò mò chứ, mình tò mò và mình đã đi tìm hiểu và mình thấy các bạn nó tư vấn rất là nhiệt tình và rất là thật tình luôn. Vì thế mình cũng đến thử một lần với cái nha khoa An Tâm để mình tìm hiểu xem coi có đúng là chương trình có thật như vậy hay không. Thì sau khi mình đến, mình dò hỏi, mình tìm hiểu, mình cũng gặp gỡ một số khách hàng đến trước đó, thì đúng thật sự là có cái chương trình này các bạn. Là các bạn ở đây từ ngoài việc miễn phí cho mình mà các bạn còn nhiệt tình, còn tư vấn, rồi còn chỉ bảo hỏi han cho mình những cái cách mà bảo vệ về răng miệng nữa. Nên là nếu mà các bạn mà để thành một cái răng sứ toàn sứ nó an toàn cho sức khỏe của mình thì các bạn đến thử nha khoa An Tâm. Bởi vì ở đây mình theo như mình biết thì chỉ có tại thành phố Hồ Chí Minh, đây là cái nha khoa gần như là duy nhất có cái chương trình này. Cụ thể là chương trình sẽ áp dụng cho những vị khách hàng nào mà chúng ta đang sử dụng những cái răng sứ cũ hay là những răng sứ kim loại, hoặc là đã làm răng toàn sứ nhưng chưa đạt độ thẩm mỹ, thì chúng ta đều có thể đăng ký chương trình. Thì chị Dành ơi, ngày hôm nay thì mình cũng đã ở bước cuối cùng thay răng sứ gắn răng kết thúc rồi, thì chị có đôi lời nào muốn gửi đến những vị khách hàng khác cũng đang sử dụng răng sứ kim loại hoặc là đã làm răng sứ nhưng mà chưa đạt độ thẩm mỹ, hoặc cũng muốn thay đổi nhưng mà chưa biết đến chương trình, thì nhân qua đây chị có đôi lời nào muốn gửi đến mọi người? Khi mình biết đến cái chương trình thay răng sứ kim loại thành răng sứ toàn sứ thì mình thấy đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa và gọi là giống như là một cái món quà mà cho những người người ta muốn có một nụ cười xinh hơn. Nhưng mà cái chương trình này diễn ra như thế thì phải nói đây cả hơn cả một món quà các bạn, chứ không đơn thuần là mình có tiền mình làm răng thì nó quá bình thường. Và đây là một cái chương trình nó thật là ý nghĩa và nhân văn. Thì hôm nay thì đây là một cái sự chia sẻ rất là thật tình của mình, là một người trải nghiệm về sản phẩm tại Nha Khoa Ân Tâm. Thì đây là một cái chương trình hoàn toàn có thật cho chúng ta. Đó, các bạn, các anh chị mà đang theo dõi cái chương trình này thì có thể đến đây tham khảo. Bởi vì tham khảo thì cũng không mất chúng ta
đồng bạc nào. Nhưng nếu đó là một cái chương trình thật sự thì mình tham gia, sau đó thì mình hãy chia sẻ và lan tỏa cái điều hay này của nha khoa đó đến cho tất cả những cái anh chị em, người thân, bạn bè, những người nào mà mình biết và họ đang mang cái răng sứ kim loại nó không tốt với sức khỏe, để đổi thành một cái răng sứ toàn sứ an toàn và lại xinh hơn. Thì vì thế tại sao chúng ta không thử? Thì thông qua cái đoạn video này thì mình cũng gửi lời cảm ơn đến nha khoa An Tâm, gửi lời cảm ơn đến đội bác sĩ, các bạn tư vấn viên, các bạn rất là nhiệt tình. Mặc dù là chương trình hoàn toàn là hỗ trợ nhưng mà các bạn lại làm bằng hết cái tâm huyết của mình đó, nên là mình cũng rất là biết ơn đến cái chương trình này, biết ơn đến những cái con người nơi đây, họ làm vì bằng một cái sự đam mê chứ không phải vì một cái chi phí khác. Đó là những lời chia sẻ rất là thực tình của mình. Và chắc chắn rằng đội ngũ bác sĩ An Tâm khi mà nghe những lời của chị Dành thì cảm thấy là rất là vui. Chúng ta hãy sống chậm lại, hãy xem thử là hàm răng của mình cần được đổi mới hay chưa, nó đã xuống cấp hay chưa, thì chúng ta hãy cần đăng ký để mà mình tu sửa hoặc là mình kiểm tra lại cái phần răng sứ của mình để chúng ta luôn có một hàm răng khỏe mạnh và an toàn nhất, và đặc biệt là sẽ tươi mới như chị Dành ngày hôm nay nhé. Dạ, và một lần nữa thì em cũng xin cảm ơn chị Dành và chúc cho chị Dành với nụ cười mới này thì mình sẽ đón thêm nhiều niềm vui mới nè, cười thật nhiều hơn. Và một lần nữa thì nha khoa An Tâm còn rất là nhiều suất ưu đãi, thì chúng ta có thể là nhanh tay đăng ký để thay đổi hàm răng cũ của mình thành hàm răng toàn sứ mới với mức chi phí tiết kiệm đến 99,9%. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của nha khoa An Tâm nhé.